Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel Mỹ Trình Realtor. Thì bây giờ Mỹ đang đứng ở thành phố West Covina, gần với là cái đường Vincent á, khi mà mình ra chiếc freeway 10 đó. Thì chỗ này là gần trung tâm của là West Covina City. Ok. Thì nhà này á, phía sau lưng của Mỹ á, thì là có 4 ngủ 3 tắm, 1.500 là 2 square feet. Diện tích đất á là 7.581 square feet, giá đang đòi hỏi á là 899.000. Vậy 899.000 so với một căn nhà này á thì nó hơi cao chút xíu. Lý do tại sao Mỹ nói như vậy thì chút xíu mình sẽ coi căn nhà này như thế nào ha. Thì 4 ngủ 3 tắm á, thì nhà chính của nó là 3 ngủ 2 tắm rồi. Đấy. Thì có một cái ADU nó dính vô trong cái gara, hai xe gara là khoảng chừng là 320 square feet bên trong á, thì một ngủ một tắm. Nếu như mà nhà mình mà có cũng như mà ba mẹ hay mà muốn ở một phòng riêng nào đó thì nó cũng phù hợp với mình, thay vì mình mua hai units, hiểu không? Thì để Mỹ quay qua của căn nhà này nha. Đây là căn nhà này á, thì nó nằm ở corner lot, đường này á rất là yên tĩnh. Hướng mình đó là chỗ là West Covina Mall đó, West Covina Mall đó ha. Khoảng một lóc đường dưới đây á là freeway 10 nè. Ra vào á thì mình chạy khoảng chừng á là ba lóc đường là vào freeway 10 rồi, ra vào freeway 10 rồi, cho nên thuận tiện lắm. Thì nhà này corner lot á, đây là vị trí của căn nhà này ha. Đó. Nhà chính là ba ngủ hai tắm. Hai xe gara là hướng này. Mình đậu xe trong gara được nè, phía trước gara mình cũng đậu được, nó hơi có độ dốc chút xíu nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Còn đường á ngay corner, ngay góc đường thì parking bao la luôn, đúng không? Đó, hai xe gara, cái ADU á một ngủ một tắm hướng đó. Cái bất tiện của này đó là khi mà mình đậu xe trong gara hay mà mình đựng đồ thì muốn đi tới lui đó thì mình phải đi ra đằng trước đây, bắt đầu vào cái cổng nhỏ. Cổng nhỏ ở đây. Một chút xíu nữa mình sẽ đi từ trong căn nhà đi ra đi ha. Đây phía trước căn nhà này không? Yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát. Không có quá nhiều xe, cho nên không khí nó rất là trong lành. Đây phía trước căn nhà đó. Mà mình á là mình khi mình thấy là cái nhà này là có foundation nè, không bây giờ nóc thì cũng còn ok. Mở cửa ra đó, khi mà mình bước vô đây á là mé bên tay trái của mình á là kitchen, không upgrade hết rồi, không nhà này sẵn sàng dọn vô đó. Chỗ này là bà gọi là hay là family dinner này không, living room ở đó rồi. Ok, ba ngủ hai tắm á là mé bên tay phải của mình lúc mà mình bước vào này. Đây hallway, thấy không? Khi mình bước vào á từ cổng chính, cửa chính ở đây thì bên tay phải á sẽ là ba ngủ hai tắm. Thì cái hallway này mình bước vô á là bên tay phải của mình á là cái phòng nhà tắm này. Vinyl á là hết trơn luôn rồi, từ hallway đến phòng ngủ luôn. Bước vào đây á là các phòng mình nói là master đi ha. Hả? Có nhà tắm riêng nữa nè. Đây là nhà tắm đứng. Đây là phòng ngủ nè. Closet là ở đây. Cửa này là mình nhìn ra đằng phía đằng trước. Thấy không? Thì thêm cái closet này nữa. Là hai cái closet luôn.
À, bước qua đây á, là phòng ngủ thứ hai ha. À, sạch sẽ luôn không? Tường ceiling cũng có đèn rồi không? Double pan hết rồi. Nói chung nhà này họ remodel rồi. Họ mua mấy tháng trước đó 730, sau đó họ remodel họ bán lại 899 ngàn. Đó. Sao mất nó đi bánh đi dữ vậy trời. Đây. Thì cửa này á là mình qua là ha, mình cũng có thể là đi ra bên đằng sau bắt ra luôn này nha. Ok. Đây là Mỹ đang đứng ở phòng ngủ thứ ba. Okay. À, cho hallway nè, từ phòng ngủ mình bước ra chỗ hallway đó không không? Mình nhìn cái không gian của nó rồi. Nguyên cái nhà bếp nó open với là phòng dining area cộng với family room luôn. Không? Đó. Nhà bếp là có island ha, rộng rồi không? Cabinet với countertop là ha, này là quá trời rộng không? Để đồ bao la luôn. Đây. Thì từ cái chỗ mà phòng khách này á, mình có thể ra đằng sau á, bát gia có hai hướng phải không? Fan door mình ra cũng được, slide door này ra cũng được. Từ mà slide door này ra đó thì mình có thể là đi vào trong cái phòng thứ ba này. Hồi nãy Mỹ mở cửa cho đó, đó là phòng thứ ba đó, thấy không? Rồi á, mình có thể là đi ra vào chỗ ga ga không đó. Hồi nãy Mỹ mở cửa ga ga đó là đường đó đi ga vào đó. Đây là cái cửa mà mình đi vào là ADU. Ừ. Mình có không gian nhỏ này ở đây. Ok. Hoặc giả đó, nếu mà mình đi từ fan door đó. Đây. Fan door. Ok. Máy giặt máy sấy là mình để ở đây. Đường ống rồi làm rồi hết rồi. Cái này chỉ chám cái base lại thôi. Ở dưới thôi. Thì phía đằng sau đây á, là cũng còn một khoảng đất trống nè, mình có thể trồng cây, trồng rau gì cũng được. Nhưng mà cái này cần phải cải tạo nhiều nha, tại vì cây cối cũng nhiều. Phía dưới là coi như còn đá gạch nhiều lắm. Okay. Cái này mình phải cải tạo lại. Thì hàng rào là block qua hết rồi, cho nên mình cũng đỡ. Thêm kính nữa đó là nhà này là central air, thì cái máy cục mà AC của nó là nằm trên ốc nhà không. Rồi nhà này thì cũng có là tankless water đó. Họ để ở ngoài, dòng điện cũng mạnh này. Đây, tankless water đây. Đó. Cái cửa này là từ cái nhà bếp mình mở đi ra nè. Điện là 100 âm luôn, cho nên cũng ok rồi, đủ rồi, mình không cần phải lo. Còn ai mà thích mà làm thác nước hoặc lăn bộ á, thì đây có sẵn luôn rồi, mình chỉ cần chỉnh sửa lại thôi. À, không. Còn đây á là cái ADU một ngủ một tắm, rộng khoảng là 320 square feet thôi. Okay. Đây phòng ngủ này không có closet cũng luôn nè. Okay. Nhà tắm đứng luôn nè không, nhà tắm đứng thì thuận tiện cho người lớn tuổi luôn nè. À.
Thì đó là số lượt lướt qua mà của căn nhà 4 ngủ 3 tắm, nhà chính là 3 ngủ 2 tắm, nhà ADU 1 ngủ 1 tắm thì nó dính liền với là 2 xe ga ga. Giá đang đòi hỏi là 899.000 thì thật sự với một căn nhà như vậy và vẫn còn nhiều thứ mình cần phải là upgrade lên nữa, đúng không? Mình cũng phải chỉnh chữa dọn dẹp rồi nữa. Đó. Thì 899.000 thì nó cũng hơi cao so với những gì mình thấy. Ok. Mà trong khi đó họ mua mới có 2-3 tháng trước thôi là 730.000, cho nên chỉnh sửa này kia thì cũng không phải là quá cao. Thì cái giá mà gần 900 này thì mình có thể là thương lượng deal được, nếu như mình thật sự là mình cần căn nhà mà có phòng riêng, lối đi riêng cho ba mẹ ra mình á ha. Thế thôi là anh chị em nào muốn ở phòng riêng mà tách biệt rồi đó, thì căn nhà này á thì nó cũng phù hợp với mình, thuận tiện ra vào freeway 10 lắm. Cách thành phố là Elmont Harrowsmith khoảng chừng 15 đến 20 phút lái xe thôi, tùy theo là có traffic hay không ha. Nhưng mà ga vào freeway 10 á thì chỉ có khoảng chừng 1 mai đến 1 mai rưỡi thôi. Nhà hàng ăn uống hay là shopping hay là gì đó cũng trong vòng 1 mai rưỡi thôi. Thì rất là thuận tiện. Cho nên nếu như mà cô chú anh chị và các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì đó thì có thể liên lạc Mỹ. Số điện thoại là 626 297 7474, 626 297 7474. Mỹ xin chào và tạm biệt. Bye bye.